Cả nhà ơi, ổi thái dương của em nè, chùm chùm vậy nè, đó mấy cái này chín rồi nè. Thứ hai đi hái, thường thường mình hái thứ hai đó để mình ship luôn á. Cả nhà ơi, trời ơi, trái này bự quá nè, trái này bự quá. Ôi chết cha, chết cha. Ôi chú Nursery, kính chào cô chú anh chị các bạn. Rồi, biết sao không? Nó bị như vậy nè, tội nghiệp cái này rồi. Cái này cũng không phải nó rụng, tại vì á nó sát chậu quá đó, trái bự lắm mà bây giờ thôi để chín mới dám nhúc nhích nó, nhúc nhích cái nó rụng cái ủng quá trời bự luôn cả nhà ha. Trời ơi, bự quá cả nhà ơi. Ô chu á, lâu quá không có xuất hiện, hôm nay ô chu xuất hiện lại nha cả nhà. Tại em busy quá, em không có thời gian edit á, em quay em có thời gian ít, bây giờ em có người edit rồi cho nên là bây giờ cái kênh ô chu á sẽ bắt đầu hoạt động lại ha cả nhà, hoạt động lại song hành với cái kênh của Mi Mướn Chi nha. Chỗ cái trái này bự quá cả nhà. Đâu rồi, em có một cái trái nè, thái dương nha cả nhà, thái dương ăn rất ngon nha cả nhà. Wow, nó chín tươi rồi nè cả nhà, nhưng mà không dám nhúc nhích hái đâu, để thứ hai mới hái. Rồi em có một cái cây, em có một cái đang hát, em chụm cái kia lại để có con gì này. Ý, cả nhà thấy không, cây thái dương của em nè, ống nhanh ống nhiều vậy đó mà đậu trái nha. Em hái hết hai trái bự rồi đó, 1 2 3 4 5 6, trời ơi cái nè, trái bự chà bá luôn cả nhà. Em hái hết hai trái bự rồi đó mà còn mấy trái bự bự lú lắm luôn cả nhà. Cái này thái dương không hạt của bên em nha cả nhà, bên em có bán cây nhỏ cây lớn, cây nào cũng có hết ha cả nhà ha. Thì một lát em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đó, thái dương chín rồi cả nhà ơi, thấy không? Wow, một cặp đi đâu không mà nè, mình qua đây mình sẽ thấy một cái trái ổi này, nó ngổn nè cả nhà. Ổi thái dương mà cả nhà thấy không, nó bự gì nè, nó dễ thương không, nó gì nè cả nhà, đó nó gì nè. Nó ngộ lắm, cái trái này ngộ lắm. Trời 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 trời, bên đây cũng nè cả nhà thấy không, trời ơi thấy thương không, trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, cái nè cưng không. Wow, thấy thương hết cả nhà ha. Này một chùm ổi nữa cả nhà. Cái này em cây táo đại mật khổng lồ bán trên sân dê mới bán rồi nè cả nhà. Cây này đại mật của em, cây này lớn nha cả nhà, gốc to nha. Chị ở sân dê chị mua nè, cây này bự nha, cây này không phải cây nhỏ đâu ha. Nè em có để giấu hết chị trầm hương. Nghe thấy không? Quá trời quá đất, quá trời quá đất. Đẹp lung linh lắm cả nhà. Lung linh luôn á. Cả nhà khi mà mình mua cây á thì á, nếu mà cô chú anh chị nào á mà không có rành về nhiều, không có thời gian để triệt cái mấy cái gốc mà này á, thì cô chú anh chị á nên mua cây chiết nha. Chứ cây mà cây ghép á thì mình phải để ý nó, mình phải cắt mấy cái này nè. Tại vì khi mà cây ghép á, đa số cây ghép á thì ta ghép từ lúc này mà. Cây ghép thì em để em trồng để mà trái tặng cho khách ha. Thì á cái nhà biết không? Mình phải cắt. Tại một tay em cầm em quay, tay em cắt này, mình phải triệt nè, để em thôi cây này nó chốc nó mạnh quá, nó sẽ take over cái cây của mình, hoặc nó bị lai cái hộp lên đó cả nhà. Nhất là ổi thái đu bi, những cái ổi nó không hộp á, thì cái những cái cây này đều là những cái cây đều có hộp nha, cho nên mình cẩn thận. Cho nên tốt nhất là mình mua cây chiết, cây chiết nó sẽ tốt hơn nha cả nhà, nó giá nó cao hơn chút xíu, nhưng mà mình không cần phải lo nghĩ nhiều, mình không cần phải chăm sóc. Vì khi cuộc sống á, bên này mình bận rộn quá mình không để ý nữa đó, cái mình đã quên đó đó. Giống như em nè, đó em cũng bỏ quên đó. Giờ em quay cho cả nhà xem nè, đó
Thấy không? Mình thấy bắt cái da mình triệt nó. Mình biết không? Một tay quay được ta cầm nhanh cả nhà thông cảm em nha. Đó. Nó cái gì ha? Đó. Xong, nhưng mà mình phải triệt, sau khi ấy là em phải triệt hết luôn trong này nha. Cho nên là bên em đa số em bán cây chiết không à cả nhà. Ít có bán cây ghép lắm. Tại cô chú anh chị về sẽ không có biết take care, rồi không có thời gian chứ không có gì hết á nha. Rồi nó lai giống nữa. Mãn cầu. Mãn cầu hiếm hiếm nè, mãn cầu ngon nè cả nhà ơi, giống mới nè mà chưa, em chưa có bán ra thị trường nhưng mà em có bán ra cho mấy anh chị mà sưu tầm cây á. Những người mà sưu tầm cây mà biết giống ngon giống quý đó thì em đã bán ra rồi. Cái nhà thấy không? Cái gai của nó giống như gai sầu riêng vậy đó, mà không phải mãn cầu sầu riêng nha. Mà cái này cũng không phải là do thái xanh, nên cả nhà nhìn cẩn thận nè, thấy không? Gai từ ở trên xuống dưới ha, gai từ trên xuống dưới nha. Nó là mãn cầu lam rà ha. Lam rà. Cho nên á là cả nhà biết không? Khi mà mình đầu tư một cái giống nào đó là mình phải biết nó ngon hay không, mà phải có trái để cho khách ăn thử ha cả nhà. Cho nên là mấy anh chị tin tưởng em đã mua rồi, nhưng mà em chưa có đưa rộng rãi ra thị trường á. Cây này em cũng ship xuyên bang nè, nhưng mà cái này ship xe. Tại cây này bự lắm cả nhà, nhìn vậy nó bự lắm, tại em cột lại nó là hai nhánh hai tạng nó xòe ra rất là đẹp. Nhưng mà cái cây này á là hả, chị này chỉ mua mà đợi xe chở, tại vì nếu mình ship UPS nó sẽ bị rụng trái hết á cả nhà. Tại bữa có ship rồi rụng quá trời, cho nên bây giờ mình chở bằng xe ha cả nhà ha. Thì cái này chở qua bên Texas á, có dịch vụ chở bằng xe, cho nên là mình sẽ chở bằng xe ha cả nhà ha. Nè, cả nhà ơi, thấy thương quá cả nhà ơi, cái này cả nhà. Cưng ha cả nhà. Thương quá đi à. Đó, nghe thấy không? Nhá. Chậu này 25 ga lông. Chị đã mua cây này rồi, thì đợi khi nào anh xe đã lại pick up thì mình sẽ quay ha cả nhà ha. Đó. Không phải là do thái xanh, mãn cầu do thái xanh em sẽ cho cả nhà xem cái do thái xanh này nha. Mãn cầu do thái xanh của mình là này nè cả nhà. Đâu rồi, em quay nha. Vườn em toàn là những cây trái ngon không hà nè. Mãn cầu do thái xanh này cả nhà. Cả nhà thấy cái gai của nó không? Nó xuống đây nó hết rồi, nó không có tròn giò, nó không có cái gai giống như hàng kia ha. Cho nên nhiều khi nhìn á, mình phải biết phân biệt á, hai trái nó khác nhau hoàn toàn. Nhiều khi có nhiều người nói ư cái này là do thái xanh, không phải đó nha, nó là cái giống mới, cái trái rất là to, cái gai nó rất là đẹp nha, cái lại nó vuông vuốt ngút giống như cái răng nanh vậy đó. Cái này là do thái xanh ha. Thì mình qua bên này, cái cây này em sẽ để cho khách ăn thử và em tặng trái cho những khách mà đã mua cái mãn cầu này mà chưa có trái đó nè. Nhà thấy không, đẹp dễ sợ không, nó gai nó đi xuống tốt như này luôn, bởi vì mình nhìn mình phải phân biệt được ha cả nhà ha. Nha, hai cái nó khác nhau hoàn toàn, cái vị nó cũng khác nhau mà cái trái nó cũng khác nhau. Cái trái này quá đẹp cả nhà, đẹp lắm luôn á cả nhà. Đó, bên em có giống mới mà em chưa có bán ra đâu. Được. Tại vì bán cho những anh chị nào ấy trước mà bắt đầu từ từ hàng đọc hàng là từ từ bán ha cả nhà ha. Có chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Khi mà ăn một cái ha, là cho cả nhà ăn một cái là cả nhà sẽ mua liền, sẽ mua liền ngay tức khắc, tại vì cái trái nó quá đẹp mà. Chỗ cái nanh vuốt nè, chỗ quá trời, em nhìn em còn mê chứ ai, em nhìn em trái này em mê hoài đó. Nói với thằng Miu, hai đứa nó trái nó lạ lạ nhưng mà trái nó rất là to. Cây này thì cái dáng nó không có được đẹp hung, nhưng mà nó sai trái, mà cây này bự thì em quyết định để lại cây này để mình ăn trái, mình thử trái và mình tặng trái cho khách ha cả nhà. Đó, trời ơi cả nhà. Cái châm ngôn của vườn em á là lúc nào cũng là tặng trái cho khách ăn thử, rồi cho khách tới vườn ăn thử trái. Thì như vậy đó thì khách mới biết, khách mới mua cái nào ngon. Chứ nếu không là mua về rồi họ thấy là sao. Nhưng mà tại vì mình làm ăn uy tín đàng hoàng cả nhà, cái gì cũng minh bạch hết. Cái nào ngon mình nói ngon, cái nào dở mình nói dở. Đó cả nhà, chứ mình không có mập mờ. Cây là phải có trái nè. Như vậy thì cô chú anh chị phải
bỏ tiền ra, mình không có tiếc mà mình trồng mình happy ha. Rồi có những cô chú anh chị nói với em là Linh ơi Linh, nhà chị có ít đất lắm, bây giờ trồng những cây nào mà ngon, thật ngon, mắc tiền cũng được nhưng mà phải ngon ấy. Thì cho nên là bên em chuyên bán những cái giống cây ngon, độc lạ quý hiếm mà phải ngon nha cả nhà, mà chất lượng sạch sẽ nha, cây khỏe ha cả nhà ha. Cho nên là khách bên em là đa số là khách refer rất là nhiều, cho nên là ai phá vườn của em, nhưng mà khách em nó mua qua em thì lúc nào cũng tin tưởng em mà để cho em chọn lựa cây hết trơn á cả nhà. Đó, nhìn thấy không, buôn bán mà cái gì cũng vậy hết á. Thường thường người ta thấy mình làm được hay là gì mình bán được hay là cái gì đó, cái người ta quậy gì đó mà không sao. Khách em rất là thương em, rất là tin tưởng em, mấy cô chú mấy anh chị rất là dễ thương, thương lắm luôn á. Đó nè, món cậu của em nè, cái này là do thái xanh đó cả nhà. Đó, nhà thấy cái gai của nó chưa? Đó, do thái xanh đó, ở trên này gai mà cái này, nhưng mà cái trái đó, nó xài xài dài dài, còn thằng kia cái trái của nó khác nhau hoàn toàn nha cả nhà. Mình nhiều khách nó comment vô á, nhiều khi không có hiểu mà comment vô tùm lum tùm la à. Nhưng mà em có một số lượng khách rất là dễ thương, cho nên nó mong coi cái video của em hoài à. Cho nên em mấy chị nói sao Linh không có ra cái video của O2 nữa, chị ngóng O2 hoài hà. Thì bây giờ em đã ra O2 lại rồi nè, tại không có thời gian á chị. Mấy cô mấy chú mấy chị, trời ơi cái này cái trái nè, trời nó bự vậy nè, em coi bằng tay em nha. Đó, mấy cơn gió đó em sợ muốn chết luôn. Tới mùa gió, tới mấy ngày nào mưa gió là trời ơi em sợ, tại gãy cây gãy trái quá trời luôn, nhót ruột luôn vậy đó. Thương nâng niu nó mà hả, cuối cùng hả nó làm nhót ruột mình vậy đó. Em cũng có cây nhỏ nữa, cái này do thái xanh nè, cây nhỏ nè. Cái này do thái anh cây nhỏ nha, chai ảnh cái trái bự lắm, để em cho cả nhà xem cái trái bự này nha nè, trái bự lắm nha. Cây này thì không có chấm cho nên nó có con trái, mấy cây không có chấm cho nên nó ít trái, bởi vì em mấy cây này đem về sau nè. Rồi ôi cái cây này quá trời bự luôn nè cả nhà, trời ơi gốc bự như cả nhà, tán xum xê cao 5 feet ha, 5 feet tán xum xê ha cả nhà. Wow, cây này thì 350 nha cả nhà. Nhà biết sao cái gốc của nó nè, gốc nó bự chà bá luôn nha cả nhà nha. Tán xum xê, tại mình để vậy em phải nói mấy anh chỉnh lại tại vì chưa có chỉnh cây lại, phải chỉnh cây lại, mấy anh làm vất vả quá. Đó này nè, làm ra nè cả nhà thấy không. Đó, đẹp quá, cây này ít trái nhưng mà dáng rất là đẹp cả nhà. Đó, đó bên em là bán những cái ngon quý hiếm để cho cả nhà trồng cây nó xứng đáng. Nó xứng đáng đồng tiền và công sức của mình nữa, đúng không? Trời ơi cây nè, ăn cầu đỏ của em nè, quá trời quá đất nha. Em có cây lớn cây nhỏ, một lát em quay cây nhỏ trên kia nha. Trời ơi cái trái này nó bự quá cây nè. Trời ơi nó bự quá, em này ăn ngon lắm nè. Cục cưng của chị ơi, quá trời luôn cả nhà ơi. Đó đó, thương quá. Dạ dạ, mấy em thương quá. Đó, cây nào cây nấy trái từ trên xuống dưới nè, nhà thấy không? Trái nè, cây nào nấy trái từ ở dưới lên trên, là từ trên xuống dưới, mà trái này bự nha cả nhà, không phải trái nhỏ nha. Chất lượng lắm. Cái này là lao động, sức lao động của em đó. Vinh vang lắm nha, vinh vang lắm nha. Cây này á, ở trên á, từ dưới lên trên thì mà trên nó giống như cây dù vậy đó. Cây dù nè. Đó. Cây có nhiều khách thích cái dạng cây giống vậy đó cả nhà. Mẹ phải cắt bớt là cho đẹp nữa, chưa có thời gian rảnh để cắt bớt đó. Dạ, cắt cho nó tròn tàn á cả nhà. Đó, nó đã tròn rồi mình cắt cho đẹp nữa, phải dựng nó lên mình làm cho đẹp nữa ha cả nhà ha.